Mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã ghé thăm YouTube của Mỹ Nghệ Việt. Tuần này, Mỹ Nghệ Việt xin giới thiệu đến các bạn một combo quà tặng đẳng cấp và sang trọng. Combo hộp sơn mài và cà vạt lụa tơ tằm. Cà vạt lụa tơ tằm Hà Đông được thiết kế sáng tạo từ chất liệu 100% tơ tằm cao cấp, nổi tiếng tại làng nghề Vạn Phúc. Cà vạt có độ bóng mượt, mềm mịn tuyệt vời. Mặt cà vạt luôn phẳng mịn, không nếp gấp, không nhăn nhầu. Họa tiết mang đậm phong cách truyền thống lâu đời nổi bật trên nền lụa bóng mượt. Màu sắc nam tính mang đến cho nam giới vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm cho trang phục, khiến cho chiếc cà vạt lụa Hà Đông trở thành quà tặng cao cấp, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam dành tặng cho bạn bè và người thân, đối tác. Sự kết hợp độc đáo giữa hai làng nghề Bình Dương nổi danh sơn mài và lụa Hà Đông chứa danh làng Vạn Phúc đã tạo nên một món quà vô cùng đặc biệt. Sản phẩm tin dùng làm quà tặng trong các dịp lễ quan trọng bởi cả hai đều được làm thủ công 100% và phải trải qua rất nhiều bước tỉ mỉ. Với hộp sơn mài, chúng ta cần đến 20 bước để hoàn thành sản phẩm có độ bóng mịn nhất định. Cà vạt làm bằng phương pháp truyền thống từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân lâu năm, giàu kinh nghiệm với sự mượt mà, bền và đẹp, thoải mái khi sử dụng, là tinh hoa thủ công truyền thống khiến du khách xa gần đều say đắm. Một món quà sinh nhật bất ngờ dành tặng người thân yêu, một món quà tặng đối tác làm ăn lâu năm, chắc chắn sẽ làm họ hạnh phúc và gắn kết với ta hơn. Hà Đông Siêu cam kết các sản phẩm chính gốc tại làng nghề và được đóng gói chỉnh chu, dịch vụ gói quà miễn phí giúp món quà của bạn trở nên có ý nghĩa hơn. Nếu bạn cũng yêu nét đẹp tinh hoa truyền thống, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0903 309 989 để mua quà tặng mỹ nghệ, góp phần phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, hoặc tham khảo thêm các quà tặng trên website mỹnghệviet.vn và quà tặng doanh nghiệp tại website quatặngbảnsắc.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.